Hi, xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã có thể lại với Di động Minh Huy. Và hôm nay là thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 2023 anh chị nhé. Em Huy lại tiếp tục đưa đến cho quý anh chị một số sản phẩm với mức giá cực kỳ là hợp lý quý anh chị nhé. Và chúng ta hãy cùng theo dõi quý anh chị nhé. Thì trước khi đến với những sản phẩm hôm nay thì em xin phép một chút với quý anh chị, đó là em chia sẻ quý anh chị cách hướng dẫn quý anh chị một cách đơn giản thôi để test những con máy mình mới quý anh chị nhé, những con máy mới, gọi là những con máy mình mới mua đi hoặc là mình định mua đi quý anh chị nhé. Thì rất là đơn giản, những bước test thì cũng là những cái thao tác hàng ngày thôi. Tất nhiên là test này thì nó chỉ là giúp quý anh chị là có thể mà có một cách nhìn tổng quan về máy, những chức năng cơ bản thôi, chứ bảo test máy này có thực sự ngon 100% hay zin 100% hay không thì cực kỳ hiếm nha. Đầu tiên là mình hãy test qua một chút về phần sản phẩm này, xem thử là các cái góc cạnh sản phẩm có đồng đều không quý anh chị nhé. Mình sẽ test qua một chút về ngoại hình trước, tại vì nói thật với quý anh chị luôn là nếu mà một con máy mình ngoại hình mình không ưng thì mình đã không mua rồi quý anh chị nhé. Thì nhiều khi là như thế luôn, ví dụ máy nó bị móp, bị sứt hoặc là bị vỡ thì trừ khi giá nó thực sự tốt so với tầm luôn thì mình mua, còn không thì mình không mua rồi. Mình cứ xem trước ngoại hình trước cả nhá. Em quay lên cũng quay rất là rõ về ngoại hình luôn. Thứ nhất là test về ngoại hình, thứ hai là xem thử là cái màn hình nó có bị vỡ không, đấy, bị vỡ, bị nứt kính hay gì không cả nhá. Rồi sau khi test xong màn hình thì mình sẽ test những cái tính năng cơ bản hàng ngày. Đầu tiên là test camera cam sau thì mình sẽ test như này này. Đầu tiên là mình sẽ gọi là, đấy, quý anh chị thấy chưa, là cam này nó vẫn còn chức năng lấy nét vật thể nhá. Em sẽ thử một cái sản vật ở đây này, một cái vật đây nhá. Mình sẽ thử lấy nét gần xem thử này, nó có focus, nó có follow vào cái vật thể này không. Đấy, nó có lấy nét vật thể nhá. Mình zoom ra xa xem thử nó có lấy nét toàn cảnh không. Nếu mà nó lấy nét toàn cảnh được hoặc là lấy nét vật thể được thì cái cam đấy nó vẫn bình thường, có nghĩa là cái khả năng thấu kính nó vẫn di chuyển được và giúp cho cam có thể lấy nét được như con này. Đấy, thì có thể là lấy nét rất ngon nhá. Đây, như con này em chụp một bức ảnh này cho quý anh chị xem này, con này thì xóa phông tuyệt vời, lấy nét cực kỳ sắc nét được chưa. Đây, dòng này thì chụp ảnh bá đạo luôn quý anh chị nhá. Đấy, xóa phông rất ngon và lấy nét ok này. Đấy là camera nhá. Cam thì sẽ thường có cam góc rộng và cam góc hẹp, thì mình thử xem nữa là cam góc rộng xem thử là có lấy nét bình thường không hoặc là có chụp bình thường không nhá. Đầu tiên là lấy nét xem thử này, đấy, hoặc là chụp ra xa xem thử này có bình thường không. Đấy là camera sau nhá. Cam trước mình cũng làm tương đương, khi mình sẽ thử là chụp ảnh gần nhé cả nhá. Đấy, rồi cam trước mình sẽ thử là chụp ảnh gần xem thử là có bình thường không. Đấy, có lấy nét ok không. Thứ hai nữa là mình thử di ra xa xem thử là vật thể nó có bị vẫn lấy nét bình thường hoặc là nó có bị mờ không quý vị nhá. Đấy là về cam nhá. Và thứ có một cái mẹo này rất là hay nữa là quý chị thử che cái cam xem thử là nếu mà cái cam này ấy, nó không có bọt bóng bên trên ấy, không có bọt khí bên trên mà nhìn nó màu hồng đều như thế này thì nó sẽ là bình thường nhá. Còn nếu mà nó có những cái bọt hoặc là những cái đốm đen trên cam ấy thì cam nó bị lỗi như cả nhá và bị đốm cam. Đấy, cái đấy là một trong những cái rất là bình thường, cách dễ để mà kiểm tra. Thứ hai nữa là lấy tay bịt cam sau nhá, bịt camera sau lại để xem thử là cái màu này có đồng đều không này, đồng đều theo kiểu là như thế nào. Đấy, quý anh chị thấy chưa, màu con này cũng rất là đồng đều. Gọi là tay mình tất nhiên là mật độ cái tế bào nó khác nhau rồi, nhưng mà màu rất là đồng đều này, mình nhìn nó cũng rất là đều quý anh chị nhá. Thì mình có thể thấy ngay là cam này nó không bị đốm, không bị chấm gì cả. Thứ hai nữa là góc rộng này, xem thử cam nó có ok không. Là sau thứ hai về cam nhá. Thứ ba nữa là mình lắp sim vào, mình gọi luôn cho em, lắp sim vào, gọi thử tự, gọi 900 rồi gọi cho người thân xem thử là điểm gì, test cái mic, test cái loa. Thứ tư nữa là gì ạ, quay camera trước, quay video nhá, quay video bằng cam trước cam sau để test mic trước và mic sau của máy, được chưa ạ. Thứ năm nữa là mình test loa, loa này thì loa thoại này rồi và loa trong nữa cả nhá. Rồi màn hình cũng là một khâu rất là quan trọng, màn hình thì mình sẽ thử để ở chỗ, mình sẽ chụp màn hình nhá, mình sẽ chụp màn hình ở cái này này là cách tốt nhất để test ở cái chế độ nền trắng này. Mình xong mình sẽ vào album, mình sẽ mở cái screenshot này ra, mình zoom lên hết cỡ, mình test xem thử là màn hình nó có bị đốm đen không, nó có bị đốm đen, bị lưu ảnh không. Thì mình test cũng rất là dễ thôi, mình xem thử nhìn những cái màn hình có những cái điểm dị thường không, nhìn có đều không. Đấy là một trong những cái cũng rất là quan trọng. Tiếp theo nữa là mình sẽ test qua một chút về cái cảm ứng thì mình lấy cái này mình rê hết tất cả các góc, rớt ở đâu là cảm ứng họng ở đấy nhá. Đấy thì cảm ứng nó rất là bình thường. Đấy, nói chung là đấy là những cái bước test cơ bản. Và một cái những bước quan trọng nữa là mình thử mình nhắn tin luôn, thử tin nhắn luôn thì cảm ứng ngon rồi, mình cũng thử nhắn tin xem thử là chức năng nhắn tin có bình thường không. Xin chào này, cả nhà này. Đấy thì nó thật là không phải ai cũng có điều kiện mua máy, với lại không phải shop nào người ta cũng bán máy một cách chân thật nhất, chân thành nhất với khách hàng. Cũng có thể là những shop người ta test chưa kỹ thì nhiều khi hàng không may lỗi thì tránh mất thời gian của cả hai bên luôn. Đấy là em chia sẻ một chút để cho quý anh chị đi mua máy ở đâu mình cũng có thể test máy một cách chuyên nghiệp và cẩn thận. Sau đây em xin phép là dành tiếp 10 phút tiếp theo để em giới thiệu những sản phẩm em đang có hôm nay.
Nói một chút về cạnh chính sách bán hàng, bên em thì bán hàng sẽ ship COD toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi mới thanh toán. Hiện tại thì tất cả các mã ở đây, trừ Note FE, trừ Pixel 5 ra, trừ V60 ra thì em đều có ốp lưng. Và dán màn hình thì V60 em sẽ dùng cái ốp cái dán của Note 20 Ultra em tặng quý anh chị luôn nhé. Còn tặng miễn phí ốp lưng này. Chương trình khuyến mãi thì cũng có thời gian hạn nhất định thôi. Quý anh chị vui lòng đọc đặt sớm giúp em. PPF dán màn nhá, loại xịn này. Tiếp theo nữa là tặng cho quý anh chị thêm một bộ sạc cáp. Tặng quý anh chị thêm một bộ sạc cáp nữa. Sạc cáp này, sạc cáp cuộn truyện zin của LG quý anh chị nhá. Sạc rất là nhanh và an toàn cho quý anh chị nhá. Sạc zin đấy ạ. Tiếp theo nữa là tặng cho quý anh chị thêm một cái bộ que chọt sim nhá và một cái thiệp cảm ơn vì quý anh chị đã ủng hộ bên shop em, và có bất kỳ tư vấn góp ý nào mình có thể là liên lạc trực tiếp cho em. Đấy. Tiếp theo nữa sẽ được tặng là miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý anh chị đặt hàng và chính sách khuyến mãi có giới hạn quý anh chị nhá. Rồi, bảo hành 3 tháng lỗ đội 10 ngày. Shop em là địa chỉ bảo hành ở B1203 Chùa Bộc và bên em bán online, chuyên bán online nhá, ship COD toàn quốc. Sau đây em xin phép là lên cho quý anh chị này, đầu tiên là con Samsung Galaxy Note FE. Thì con này thì tình trạng như sau này, lưng cũng còn tương đối là đẹp quý anh chị nhá. Sản phẩm này email là 5329, giá là 2.280.000 đồng, RAM 4/64. Thì con này lưng tương đối là đẹp quý anh chị nhá, tổng quan thì cũng ok này, khung viền thì cạnh trên cũng còn tương đối là đẹp, cạnh bên, cạnh dưới và cạnh này cũng còn tương đối là đẹp nha. Màn hình con này thì cũng còn tương đối là đẹp, dường như cũng không có xước sát gì, lý do là kính thay mới nhá. Nhưng mà màn vẫn là màn zin quý anh chị nhá. Được cái là màn hình con này cũng là một trong những con màn hình em thấy rất là hoàn thiện, khi mà màn hình nó cũng tương đối là đẹp luôn quý anh chị nhá. Nói chung là màn hình này đánh giá đẹp thì cũng rất là thoải mái. Note FE sẽ có dung lượng RAM 4/64, máy móc thì dùng mượt mà như con gà luôn quý anh chị nhá. Dùng con này em để mức giá này là rất là rẻ quý anh chị ạ. Kính thì đấy, kính thay mới nhưng mà đẹp như zin này, anh chị xem qua những cái khe, những cái đường thì rất là đẹp quý anh chị nhá. Tổng quan thì máy móc cũng rất là hoàn hảo. Con này thì màn hình cũng tương đối là đẹp, dường như là đẹp luôn, không là mố được quý anh chị nhá. Giá con này em để quý anh chị là 2.280.000 đồng, tặng sạc cáp và miễn phí ship toàn quốc. Email là 5329 quý anh chị nhá. Tiếp tục đến với một sản phẩm nữa cho quý anh chị là Samsung Galaxy Note 8. Thì con này thì lưng đẹp này, khung viền em đánh giá tổng quan cũng còn tương đối là đẹp quý anh chị nhá. Bút đắt pen thì bình thường, nói chung là tất cả máy thì chức năng bình thường hết nhá, bên em test hết rồi, thời gian lượng video nó có hạn thôi nên là em chỉ quay cái đặc trưng của máy và nội dung của sản phẩm thì em cho quý anh chị xem nó rõ ràng hơn. Con này thì màn hình có bị phân màu quý anh chị nhá, có bị phân màu và lưu hình như hình thì em thấy nó cũng nhìn được, cũng không vấn đề gì. Con này giá 2.500.000 thôi, email là 8988, RAM 6/64 nhá. Máy móc mượt mà, tặng ốp lưng dán màn và miễn phí ship toàn quốc cho quý anh chị luôn. Sạc cáp nữa quý anh chị nhá. Đấy, tổng quan thì màn hình này cũng khá là dễ nhìn quý anh chị nhá, chứ cũng không phải là ám nặng hay gì cả. Gọi là nhẹ cũng không phải nhưng mà cũng khá là dễ nhìn. Tổng quan máy móc thì ok quý anh chị nhá. Chức năng đầy đủ hết. Sản phẩm Note 8 sẽ có là RAM 6/64. Email là 8988 nhá. Con này giá 2.500.000 thôi. Máy móc thì mượt mà, cam sao cam kép 12 chấm. Cam con này sẽ dùng chung với Note 10 Lite nhá. Note 8 này thì cam cũng rất là đẹp mắt quý anh chị ạ. Tổng quan là ok hết cả nhá. Tiếp tục này, đấy một con S10 Plus quý anh chị nhá. Con này thì máy nguyên zin nguyên bản. S10 Plus thì sẽ có một cái cấu hình nó khá là mạnh. Con này RAM 8/128, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855 quý anh chị nhá. Con này phiên bản Mỹ, cam sao cam chính 16.2 cộng biến 12. Nói chung là em cũng không nên giới thiệu nhiều về cam cụm làm gì, tại vì dòng này thì chụp ảnh siêu ngon, siêu nét quý anh chị nhá. Nên là quý anh chị cứ yên tâm, màn hình thì đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Màn hình 6:4, độ phân giải là 2K+ quý anh chị nhá. Con này thì máy móc nguyên zin luôn này. Khung viền tổng quan thì em thấy là còn rất là đẹp quý anh chị ạ, máy Mỹ zin nhá. Để cho quý anh chị mức giá của con này là 5 triệu tròn cho một con S10 Plus và mức giá rất là tốt quý anh chị ạ. So với một con máy zin như này, máy zin ngon nhá, kính thì cũng rất là đẹp, dường như cũng rất là ít xước sát trên màn hình, dường như không có luôn ạ. Lưng cũng rất là đẹp, dường như cũng không có xước sát luôn. Đấy, máy móc thì nguyên zin nguyên bản quý anh chị nhá. S10 Plus email là 3510, giá em để quý anh chị là 5 triệu tròn quý anh chị ạ. Cam trước là cam kép, một cam chính là 10 chấm, một cam phụ là 8 megapixel nhá. Tổng quan những con máy hoàn hảo này thì cũng không phải lúc nào cũng có. Tiếp tục đến nhá quý anh chị, thêm một sản phẩm đó là LG V60 anh chị nhá. V60 thì con này thì cấu hình nó cũng định nhất tầm tiền rồi. Con này thì pin nó là 4100 quý anh chị nhá. S10 Plus 4100, V60 thì pin nó nhịn hơn một chút là 5000 mAh. V60 thì đây, máy bạn T-Mobile nhá, máy nguyên zin nguyên bản cho quý anh chị luôn. Con này sẽ có dung lượng RAM là 8, bộ nhớ cũng 128GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Nói về tổng quan ấy, dòng V60 là con máy mà có con chip nó mạnh nhất ở trong tầm tiền. Thứ hai nữa là pin nó cũng là tốt nhất trong tầm tiền luôn quý anh chị nhá. Cũng là sản phẩm có pin, dung lượng pin rất là tốt trong tầm tiền. Trước này em để cho quý anh chị mức giá là 4.1 triệu, email là 5028, máy thì zin, cũng ngon, dùng ngon. Nhưng mà nó bị hơi xước một chút. Xước thì em quay cho quý anh chị xem luôn nhá. Thứ nhất là lưng nó cũng có hơi xước lông mèo này, chút chút này theo thời gian nhá.
có chút ở đây thôi. Đấy, tổng quan thì cũng còn đẹp. Kính thì cũng có một chiếc xước ở bên bên ngoài viền viền này cũng không ảnh hưởng đến hiển thị quý anh chị nhé. Còn lại thì màn hình nó đẹp, không ố ám, không phân màu gì quý anh chị ạ. Nói chung là màn hình 6 inch 8 rất là to và rộng. Loa thì là loa kép nha, loa kép stereo, nghe âm thanh rất là phê luôn. Con này là bản T-Mobile nhá, khung viền thì bằng nhôm. Bạn nào cũng khung viền bằng nhôm thôi, nhưng mà bản Verizon thì có thêm một lớp phủ nữa. Khung viền thì em đánh giá là cạnh này cũng đẹp này, cạnh dưới cũng còn tương đối là đẹp, cạnh bên này thì cũng còn tương đối đẹp nhá, có cấn nhẹ nhẹ viền. Tổng quan em đánh giá con này thì tổng quan cũng còn tương đối là đẹp, màn đẹp không ám màu, máy móc ngon zin, cam sau cam chính cũng rất là sắc nét, giá là 4 triệu mốt thôi. Thì cấu hình rất là mạnh, anh chị thích cấu hình mạnh và pin tốt thì lấy con này rất ngon, giá là 4 triệu mốt. Tiếp tục đến với một con Note 20 Ultra thì hôm trước có anh chị đặt mua mà chưa mua được. Thì hôm nay em lại lên cho quý anh chị một con nữa là giá 6 triệu 600 nghìn đồng thôi. Note 20 Ultra email là 0404, nghĩa là không đi không đi. Con này thì RAM 12, vừa nhớ 256GB quý anh chị nhá. Bản 5G phiên bản Hàn Quốc nên dùng một SIM. Cái nhược điểm ấy là con này với con V60 cũng một SIM này, con máy Mỹ này cũng một SIM này. Còn những con mà máy Hàn thì đa số là hai SIM nhá. Anh chị nếu mà cần chia sẻ thêm thì em sẽ chia sẻ thêm về thông số SIM của máy. Con này thì cam chính là 108 megapixel, cụm cam rất là ngon và sắc nét. Máy thì cam kết quý anh chị là main zin và màn hình zin nha. Kính này cũng có thể là ép rồi, lưng này cũng có thể là thay rồi, cái này là bình thường nhá. Nhưng mà lưng này vẫn là lưng zin này, kính vẫn là kính zin quý anh chị nha. Và màn hình zin, màn hình thì cũng đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Giá con này em để quý anh chị là 6 triệu 6 thôi. Màn hình thì 6 inch 9, tần số quét là 120Hz quý anh chị ạ. Con này thì nó có một cái khiếm khuyết, đây là cái đốm ở đây quý anh chị nhé, và một cái chấm rất là nhỏ ở đây này, cái chấm rất là bé trên màn hình nữa, thì có hai cái chấm như hình, giá nó chỉ là 6 triệu 6 thôi. Đã tặng cho quý anh chị thứ nhất là ốp lưng, dán màn, sạc cáp và miễn phí ship toàn quốc rồi quý anh chị nhé, thì cũng là một mức giá rất là hợp lý. Con này thì bút S Pen vẽ viết bình thường, không điều khiển từ xa. Thì thật ra thì dòng Note vẫn là đặc thù là bút S Pen vẫn rất là ok nhá. S Pen thì mình sẽ test thêm những chức năng vẽ viết kỹ giúp em nhé, tại vì thật ra thì một số máy nó vẫn bị lỗi S Pen hoặc là lỗi màn hình, nên là S Pen vẽ nó bị đứt đoạn. Con này thì S Pen vẽ viết bình thường, không điều khiển từ xa. Giá con này em để quý anh chị mức giá là 6 triệu 6, là một mức giá cũng rất là hợp lý. Anh chị thích trải nghiệm thì mua con này rất là ngon. Thứ nhất là pin nó 4.500, nó cũng là tương đối là ngon trong tầm tiền. Thứ hai là cấu hình nó là rất là khỏe, RAM 12 bộ nhớ 256 thì dùng rất là mượt mà rồi. Ngoài ra con chip là 865 Plus nha, màn hình 2K cộng và tần số quét 120Hz anh chị ạ, cam cũng ngon, zoom 50x thì cũng rất là tuyệt vời, có một chiếc thôi. Tiếp tục nữa lên cho quý anh chị thêm một con sản phẩm Samsung Galaxy Note 9 nha. Note 9 thì màn hình tỷ lệ ép kính là 50-50 nhá. Con này thì màn hình em đánh giá cũng tương đối là đẹp cả nhá. Nhưng mà hơi ngặt một cái là có một cái đốm bầm ở đây. Đốm rêu này thì không ảnh hưởng gì đến sử dụng cả, cảm ứng vẫn bình thường và không loang theo thời gian quý anh chị nhá, dùng rất là mượt mà. Quý anh chị cứ dùng và dùng thoải mái thôi. Bên em vẫn bảo hành những cái đốm này một cách bình thường quý anh chị nhá. Con này thì có RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình 6 inch 4, độ phân giải màn hình lên đến là 2K. Màn hình cũng tương đối là đẹp, lưng thì cũng còn đẹp quý anh chị nhá. Khung viền em đánh giá là còn ok la. Bút S Pen thì vẽ viết bình thường, không điều khiển từ xa quý anh chị nhé. Loa Note 9 vẫn là loa kép rồi. Pin 4000 thì dùng, thật ra thì tổng quan pin nó cũng còn tương đối là tốt quý anh chị nhé. Nói về như ngày xưa thì không được, nhưng mà nói chung là pin vẫn còn tương đối là ngon. Như em dùng thì vẫn được một ngày quý anh chị nhé. Còn quý anh chị mà dùng nhiều hơn thì mình chịu khó mình sạc, dòng này có sạc nhanh rồi. Tặng một bộ sạc nhanh cho quý anh chị luôn nhé. Con này màn hình 6.4, độ phân giải màn hình là 2K cộng, loa thì loa kép rồi, loa stereo, nghe nhạc rất là hay. Màn hình thì cong đến tận hai bên này. Đấy, mình thấy dạ, màn hình cong tràn hai bên nhá. Note 9 này, những cái dòng này thì cũng rất là đẳng cấp của Samsung. Nó là dòng doanh nhân quý anh chị nhá. Và là dòng Note thì cũng rất là tuyệt vời. Con này giá là 3.080.000 đồng thôi, email là 5949. Vẫn tặng full đồ nhá, sạc cáp ốp dán đầy đủ hết cho quý anh chị. Tiếp tục nữa lên cho quý anh chị thêm một con này là con... bóc cái này ra đi cho anh chị dễ nhìn nhá. Tại vì thật ra dòng này thì con này hôm trước là khách đặt rồi, nhưng mà khách lên đời, thế là khách lại bán lại cho shop, shop thì lại bán lại cho khách thôi. Bên em có nhận lên đời thoải mái khách nhá. Anh chị mà đặt hàng bên em thì cũng thoải mái đi. Ôi dồi ôi, toang rung hết cả người anh chị ạ. Thật ra thì con này kính rất là đẹp nhá, dường như cũng không có xước sát gì. Màn hình con này thì con này giá nó chỉ là 3.680.000 đồng thôi. RAM 6 bởi nhớ 128, email là 2998. Thì em vẫn hỗ trợ lên đời cho khách bình thường. Nhiều khi khách cần tiền em vẫn hỗ trợ là thu lại máy bình thường anh chị nhá. Tất nhiên là giá lên đời cũng là giá hỗ trợ thu lại giá cao, mà hỗ trợ mua lại cũng là giá cao quý anh chị nhá. Lên đời cũng là thu giá cao cho khách luôn. Con này thì màn hình em đánh giá là tương đối là đẹp, có phân màu nó cũng khá là nhẹ quý anh chị nhá. Phân màu khá là nhẹ thôi, mà giá nó chỉ là 3.680.000 đồng quý anh chị ạ. Bên em bán hàng thì rất là sát sao và kỹ tính anh chị nhá. Con này màn 6 inch 4, cấu hình thông số thì em nói rồi,
cam chính, cam sau 12 chấm này. À, cam kép nhé, cam trước cũng ngon. Con này còn có cả cảm biến mống mắt phía trước nữa. Nói chung là công nghệ thì dồi dào lắm, anh chị cũng không phải lo về công nghệ của máy là có nhiều hay không, có tốt hay không. Con này nó cũng là đầu bảng của Samsung rồi, nên là vật liệu vẫn là vật liệu cao cấp. Kính Gorilla Glass, lưng cũng Gorilla Glass cao cấp, máy zin ok ngon lành nhé. Giá là 3680 thôi, email là 2998. Tiếp tục em lên cho quý anh chị một con máy, thì con này là Google Pixel 5 anh chị nhé. Em bán thì cũng vơi vơi rồi, rất là hay, khách hàng rất là tỉnh táo và thích. Thật ra cái dòng Google này thì khách hàng là tiệp khách hàng riêng, tại vì nó cũng không phân phối trực tiếp ở Việt Nam. Nhưng mà khách hàng những con Pixel này rất là chất và người ta rất là am hiểu về máy quý anh chị nha. Con này thì máy bản quốc tế, 2 SIM 2 sóng, có mở khóa OEM bình thường. Anh chị có thể là nghịch tùy biến sâu vào phần mềm cũng được. Con này thì giá là 5.680.000 đồng thôi, email là 4321. Tình trạng máy là máy nguyên zin nguyên bản cho quý anh chị luôn. Lưng đẹp, khung viền các cạnh thì em đánh giá vẫn còn rất đẹp quý anh chị nhé. Tổng quan máy thì máy nó thật là máy cũ nhưng mà khung viền còn rất là đẹp và mới. Con này là lưng vật liệu là nhôm cả nhá, và chất liệu nữa là chất liệu tái chế nữa, thì cho một cái khả năng thân thiện với môi trường là thứ nhất. Thứ hai là em cầm cảm giác nó rất là thân thiện với tay. Màn hình con này là màn hình 6 inch cả nhá. Độ phân giải màn hình thì là Full HD Plus, nhưng mà cái tấm nền OLED cho khả năng hiển thị rất là ngon, tần số quét 90Hz nha. Dòng Pixel thì cũng không xa lạ gì với nhiều quý anh chị nữa rồi. Con này thì RAM 8, bộ nhớ là 128, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 765 hỗ trợ 5G. Con Pixel 5 sẽ đắt hơn Pixel 5a, lý do là vì màn hình tần số quét cao hơn. Và lại nữa lại là cái vật liệu nó khác nha. Con Pixel 5 này là kính Gorilla Glass 6, trong khi con Pixel 5a kính Gorilla Glass chỉ là kính 3 thôi. Thì cái đời kính nó khác nhau rồi, dẫn đến là cái chất liệu hoàn thiện nó cũng khác nhau rất nhiều. Nên là quý anh chị lưu ý giúp em điều đấy. Nên là một con cao cấp, một con thì giá rẻ là lý do nó lệch nhau. Nhưng mà bây giờ lệch nhau ít lắm, lệch nhau khoảng 600-700 nghìn thôi. Thì chọn Pixel 5 vẫn là một cái lợi thế lớn nha. Máy rất là nhỏ gọn quý anh chị ạ. Đang chạy Android 13, loa thì loa nghe cũng khá là hay, loa trong là công nghệ mới, loa siêu âm nhé. Anh chị mà chạy ngoài đường nhiều, mình hay ồn, hay chạy ngoài đường nhiều và hay nghe ồn nhiều thì mình không nên mua con này. Tại vì loa siêu âm thì cái nó có một chút hạn chế, đó là mình nghe ở trong điều kiện mà môi trường nó quá phức tạp ấy, thì hơi khó nghe. Còn mình nghe bình thường thì rất là thoải mái anh chị nhé. Loa siêu âm trên con này với con G8, nó tận dụng màn hình làm màng loa. Đấy, thì máy đẹp là 5680, còn máy mà phệ cấn chút thì là 5.280.000 đồng thôi, giá cực kỳ hợp lý. Tiếp tục lên cho quý anh chị thêm một con nữa, con này cũng là Note 9 này, máy zin đét cả nhá. Con này em giới thiệu rất là nhiều lần rồi, màn đẹp không ngấu ám, không phân màu gì cả. Con này thì không giới thiệu nhiều lần đâu, nhưng mà con khác thì Note 9 thì em giới thiệu nhiều rồi. Những cái dòng Note 9 này thì em đã mua sẵn hàng trăm bộ ốp lưng dán màn cho quý anh chị rồi, nên là mua sẽ được tặng 100% anh chị nhé. Khách hàng mua bên em thì sẽ được khuyến mãi rất là nhiều quý anh chị ạ, và miễn phí ship nữa. Thì em cố gắng là sẽ là shop phục vụ quý anh chị tốt hàng đầu luôn. Con này thì màn hình nó đẹp, không ngấu ám, không phân màu gì anh chị nhé. Con này email của máy là bao nhiêu đây? Là 9013. Giá là 4.1 triệu thôi, RAM 6, bộ nhớ 128, máy 2 SIM 2 sóng, lưng đẹp, khung viền thì nói chung là nó cũng có cũ theo thời gian nha. Con này khung viền nó cũng gọi là có đôi chút xước xước, bay màu rồi, chút chút theo thời gian, nên là giá nó rẻ hơn được 300.000, giá là 4.1 triệu. Còn nếu mà con này khung viền đẹp nữa là 4.4 triệu, máy zin đét quý anh chị nhé. Bên em thì ship COD toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thoải mái rồi mới thanh toán. Khách hàng thì chính sách đổi trả thì là trong 10 ngày đầu quý anh chị nhé. Nói chung là cũng thoải mái thôi, có vấn đề gì thì đổi cho nhanh. Thứ hai nữa là bảo hành 3 tháng và lỗi đổi trong 10 ngày đầu. Con này màn hình cũng đẹp không ngồi ám nha. Con này giá 4.4 triệu, email là 3355. Thì Note 9 em cũng đang dùng là máy chính đây. Đâu nè, đây. Cái Note 9 máy chính của em đây, thì cho quý anh chị xem nhé. Thì con này pin nó cũng khá là ok. Nói chung là với em dùng vừa vừa thì cũng được 1 ngày. Còn nếu mà quý anh chị dùng nhiều quá thì một ngày cũng phải sạc đấy, phải sạc thêm đấy. Còn em dùng thì cũng là bình thường thôi, vân tay rất là nhạy nha, cảm khuôn mặt cũng nhạy. Nói chung máy móc rất là tuyệt vời, em thì em không có phàn nàn gì cả. Em từ S10e qua con này nhá. Đâu rồi? Đấy, cho quý anh chị xem cho nét, cho sáng. Tại vì thật ra thì xung quanh hai cái bóng to đùng nó chiếu vào. Con này thì giá 4.4 triệu, email là 3355, RAM 6, bộ nhớ 128, máy 2 SIM 2 sóng nha. Nói chung là con này tầm tiền này thì là máy đẹp rồi, máy rất đẹp nhá. Khung viền tổng quan nó cũng rất là đẹp anh chị ạ, máy cũ nhưng mà còn đẹp lắm. Thì em để quý anh chị mức giá cũng hợp lý là 4.4 triệu, email 3355. Tất nhiên tỷ lệ chọi nó cao lắm, lọc nhiều máy mới được một con. Tiếp tục một con nữa, con này là giá 6.3 triệu thôi. Note 20 5G anh chị nha. Con này thì sẽ có dung lượng RAM của nó là 8, bộ nhớ 128, máy zin, 2 SIM 2 sóng, email là 4670. Note 20 5G sẽ có một cái màn hình 6.7, màn hình 6.7 nha, màn hình OLED quý anh chị ạ, rất là đẹp và sắc nét, thì em cũng test kỹ rồi, màn hình cũng đẹp, không có ám ố, không có phân màu gì, và
so với một người kỹ tính như em thì em thấy là ok đấy. Con này thì màn mùng ok, cam cũng ngon nhá, chạy chip 865 plus 2 sim 2 sóng anh chị nhá, máy bản Mỹ, RAM 8 bộ nhớ là 128 anh chị ạ, rất là mượt mà, màn đẹp nhá, máy hơi xước xước chút, em bán rẻ thôi, 6,3 triệu. Cảm ơn quý anh chị đã xem video nhá, chúc quý anh chị có một buổi tối xem video vui vẻ và ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Đừng quên để lại em một like, một follow anh chị nhé. Cảm ơn anh chị nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye.